Tiếng hát phát ra từ phòng nữ sinh trường sân khấu điện ảnh bị giết. Tối hôm nữ sinh trường sân khấu điện ảnh đi thuê nhà trọ, có nhân chứng kể rằng đã nghe thấy những tiếng la hét cùng tiếng động lớn vọng ra từ hiện trường vụ án mạng. Sáng ngày 5 tháng 6, nhiều người dân tụ tập tại một con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, bàn tán về cái chết của nữ sinh xấu số tên Tú, 23 tuổi. Nạn nhân là sinh viên đại học sân khấu điện ảnh. Theo một người bạn học của nạn nhân, Tú là người ngoan hiền, nhẹ nhàng, sống chan hòa với bạn bè. Cô gái này là người có nhiều dự định, từng làm thiết kế và nhiếp ảnh. Ngoài ra, Tú dự định mở shop kinh doanh thời trang online tại địa điểm xảy ra án mạng. Nói về vụ án, là người sinh sống ở tầng 4, anh dự kể có gặp nữ sinh đến xem nhà một mình. Cô gái này muốn thuê căn phòng ở tầng 3, tuy nhiên quá nửa đêm vẫn không thấy người này trở ra. Cô gái đến không mang theo nhiều đồ đạc. Đến trưa ngày hôm sau, khi người nhà và công an đến phá cửa thì cả khu nhà trọ mới tá hỏa phát hiện cô gái đã tử vong ở bên trong phòng. Anh Dự nói, sống ở tầng 2 căn nhà trên, chị Lan cho hay không hề biết chuyện nữ sinh bị sát hại ở tầng 3 trong đêm. Chị này chỉ biết đến vụ án khi công an phong tỏa hiện trường. Theo chị Lan, tối ngày 3 tháng 5, chị nghe thấy nhiều tiếng động lạ kèm theo tiếng hát lớn phát ra từ căn phòng trọ tầng trên. Tuy nhiên, những tiếng động này sau đó không còn nên không có nghi ngờ gì. Khoảng 21 giờ, tiếng hát phát ra ở tầng 3 tòa nhà, ai cũng nghĩ chuyện trai gái cãi vã nhau là bình thường, chị Lan chia sẻ. Đề cập đến nghi can 35 tuổi đang bị công an quận Đống Đa tạm giữ, một người sống trong tòa nhà nói Nguyễn Anh Tú, 35 tuổi, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa mới chuyển đến ở trọ được khoảng 2 tháng tại tầng 3. Anh ta sống cách biệt, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Trước khi xảy ra vụ án, người dân sống trong con ngõ trên vẫn thấy Nguyễn Anh Tú qua lại ngôi nhà này. Trước đó, tối ngày 3 tháng 6 Tú đến phố Nguyễn Phúc Lai thuê nhà nhưng không thấy về. Một người nhặt được điện thoại của nữ sinh này, đã mở máy gọi cho gia đình. Sau gần một ngày tìm kiếm, chiều ngày 4 tháng 6, cậu ruột nữ sinh đã phá khóa cửa phòng trọ, phát hiện cô gái 23 tuổi tử vong, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp nên gia đình báo cảnh sát. Theo nguồn tin của dinh.vn, bước đầu nghi can khai, khi nạn nhân đến thuê phòng, anh ta nảy sinh ý đồ xấu nên đã cầm gạch tấn công cô gái. Sau đó, Nguyễn Anh Tú bóp cổ, lôi nữ 9X vào phòng cưỡng hiếp. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn ngủ đến chiều hôm sau, lấy ví của nạn nhân trước khi rời hiện trường. Chiều ngày 4 tháng 6, anh ta bị cảnh sát đưa về trụ sở khi xuất hiện tại quận Cầu Giấy. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư Hà Nội, nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ phải đối mặt với mức án tử hình bởi sau khi sát hại cô gái và thỏa mãn dục vọng, anh ta còn chiếm đoạt chiếc ví, điện thoại của nạn nhân. Trong cùng một thời điểm, người này đã phạm 3 tội đặc biệt nghiêm trọng được quy định tại bộ luật hình sự, đó là giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Hành vi của nghi can đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác. Bên cạnh mất mát cho gia đình người bị hại, vụ việc còn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang. Trong dư luận, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Luật sư Thơm nêu quan điểm.